Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu siêu bông quý anh chị em, gồm có Milo, Kayata, trắng tuyết và một số dòng khác á. Giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào chị. Chào bác Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm đó, mong cô chú anh chị vô xem và ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lớp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em. Không mất thời gian cô chú anh chị em lên mã M1 ạ. Ok, cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Đo thông số 8 ngang ở đây em đo được cho mình là 56, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 56. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 24. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k. 400k cho cây mã M1. Các cây trên lai em bao gồm phí vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó có quết chạy ở đây, nhưng mà nó chai nha quý cô chú anh chị. 400k cho cây mã M1. Giảm trên xuống. Tiếp theo em lên mã M2. Một cây Kayata của anh chị em, siêu hoa, nó đang sổ cứng nụ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 55, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 56. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k. 260k cho cây mã M2 ạ. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M3. Một cây Kayata Magenta của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 55, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 78. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 17. Cây mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 260k. Dòng này á, thì hoa nó tươi hơn, nó sáng hơn Kayata thường của anh chị. 260k cho cây mã M3, giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M4 ạ. Một cây nhiều màu. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 46, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 57. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 14. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k. Gồm có trắng tuyết, tím tuyết, đỏ rất dài của anh chị em. 200k cho cây mã em Milo nữa là 4 màu. 4 ạ, giảm nhanh xuống á. Tiếp theo lên mã M5. Một cây cẩm thạch đỏ rất dài, lùng lực của anh chị. Đàn hoa rất đẹp ha. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 70. Chiều cao ở đây em ra được cho mình là 55. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 32. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700k nha. 700k cho cây mã M5. Cây này thì nó có quết lỗi ở đây nha quý cô chú anh chị, mà nó chai à. 700k cho cây mã M5 ạ. Giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M6 ạ. Tiếp tục vẫn là nhiều màu siêu bông quý anh chị em. Đơm cứng nụ luôn. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 52, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 64. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240k. Vẫn là Milo, đỏ rất vi da, tím tuyết, tím lá xanh, trắng tuyết. 240k cho cây mã M16 ạ. Giảm nhanh xuống. Tiếp theo em lên mã M7 ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 62, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 70. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 28. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480k. 480k cho cây mã M7 á, giảm xuống. Cẩm thạch tím siêu bông. Tiếp theo lên mã M8 á. Milo ba tiết quý anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 55, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 65. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 19. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k. 400k cho cây mã M8. Giảm thêm xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M9. Một cây Milo Batis quý anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 53, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 23. Cây mã M9 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k. 420k cho cây mã M9. Tiếp theo em lên mã M10. Cẩm thạch đỏ rất là dài quý anh chị em. Cây này quá đẹp. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 65, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 75.
hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 34. Cây mã mà 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950k. 950k cho cây mã M10 ạ. Dạ em xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M11. Một cây trắng tiết full bông. Đá ngang ở đây em ra được cho mình là 67, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 85. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 21. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. 430k cho cây mã M11. Dạ em xin xuống. Tiếp theo lên mã M12. Vẫn là một cây trắng tuyết của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 57, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 86. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 22. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 430k. 430k cho cây mã M12. Dạ em xin xuống. Tiếp theo lên mã M13. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 76, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 67. Hoành ở đây em ra được cho mình 28. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 950k. Củ đế đỏ rất là dài quý anh chị em. 950k cho cây mã M13. Cảm xin xuống. Tiếp theo là mã M14. Một cây trắng tiết quý anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 68, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 79. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 21. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 420k. 420k cho cây mã M14. Giảm dinh xuống. Tiếp theo lên mã M15. Một cây cặp thạch tím siêu bông của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 59, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 77. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 25. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k. 400k cho cây mã M15. Giảm thêm xuống. Tiếp theo lên mã M16. Một cây Kayata siêu hoa của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 62, chiều cao ở đây em đo được cho mình 84. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 27. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k nha. 450k cho cây mã M16 á. Dâm xin xuống. Tiếp theo lên mã M17 á. Tiếp tục là một cây Kayata siêu hoa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 70, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 99. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 22. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450k. 450k cho cây mã M17 á. Giảm xin xuống ạ. Tiếp theo lên mã M18. Một màu đỏ lửa anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình 85, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m08. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 27. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 720k nha. 700... Cây đang sổ búp của anh chị em. 720k cho cây mã M18 á. Dâm xin xuống á. Tiếp theo lên mã M19 á. Một cây Kayata. Cây rất là lực của anh chị. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 82, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 98. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 26. Cây mã M19 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 720k. 720k cho cây mã M19 á. Giảm xin xuống. Tiếp thêm lên mã M20 ạ. Một cây Kayata Magenta của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 76, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 88.
Hoành ở đây em lo được cho mình là hoành 34. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 820k. Cây này phơm tàn rất là đặc nha quý anh chị em. 820k cho cây mã M20 ạ. Dạ cây mã M20 này cũng cây cuối trong clip của em ạ. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ em ạ. Dạ em chào cô chú anh chị, chào bác Thái. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha vườn chị Thủy nha.